Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo. Và lấy khói thuốc chẳng có gì là bổ béo. Và khi mà người đàn ông của em trở nên lầm lì, cũng là lúc anh ta đang cố nghe con tim mình thầm thì. Và đôi khi anh chạnh lòng vì chuyện gái theo đuổi em. Và có người muốn hái và người khác muốn gửi em. Anh muốn chắc em đi, họ đưa em bay mút ngàn. Anh viết nhạc bằng bút bi, họ ghi bằng cây bút vàng. Và nhiều người thích anh bởi vì anh chất phát. Và có lẽ vì thế mối yêu này anh thất bát. Em muốn hái quả mọc lên từ áng mây. Anh thì chỉ có cây đâm lên từ đất cát. Hôm nay anh thấy mệt như một tàu mà chưa được ngủ nghe. Radio phát bài nhạc thật là cũ ghê. Có những nỗi buồn anh biết không cần chủ đề. Và có niềm đau ngọt như là sao mà không cần ngủ tê. Trong cơn gió cuốn đến anh mất tâm ý điều. Lòng em như chiếc đá gió mà sao mà nát tường. Dù anh không cố ý bỏ ra về sát cờ. Anh đâu có muốn em.